tới. Sư cho con hỏi, một chúng sinh nào đó có khi nào vừa ngủ dậy đã lạc sang một tiểu thế giới khác không? Có cách nào để sang tiểu thế giới khác không ạ? Con cảm ơn sư. À, quý vị nghe thì nó có vẻ như nó nhảm nhí ha, hay là cái người này đọc truyện hơi bị nhiều. Nhưng mà nó trùng hợp là trong kinh nó có một cái trường hợp như vậy. Có trường hợp như vậy. Trường hợp nào? Là trong chú giải kinh Asanangchi là có những người sống tà kiến bất thiện, thì những người đó khi mà họ ngủ á, thì có những cái loài phi nhân, ví dụ như những con dạ xoa, nó bắt những người đó qua cái xứ khác làm nô lệ cho nó. Bắt qua, chứ quý vị đừng có nói là lạc sang thế giới khác là tôi vui vẻ, tôi sống hạnh phúc, không có. Nó bắt mình qua làm nô lệ cho nó. Nó có những cái sở thích quái đản lắm. Ví dụ như là nó cột mình lên một cái chiếc xe kéo, rồi nó quánh mình, nó ngồi đằng sau nó quánh mình, bắt mình phải kéo xe cho nó. Hoặc là nó bắt mình khiêng kiệu cho nó. Tức là mình qua bển mình làm nô lệ cho nó, lúc đó không có nhân quyền, đừng, không có. Nhưng mà khi nó bắt mình qua đó, nó sẽ dùng thần thông, nó tạo một cái gọi là nhân bản vô tính, một cái giống như mình nói là một con búp bê á. Thấy thì tưởng là họ còn nằm ở đó, nhưng thực tế cái người thiệt nó bắt đi rồi. Và chúng ta gọi những cái người đó là những người bị hôn mê sâu. Thì một số người bị hôn mê sâu là thực tế họ không phải hôn mê, mà cái người thiệt đã bắt đi rồi, nó chỉ để lại cái giống như là cái vỏ giả mạo thôi. Cho nên á, điều kiện là gì? Nếu quý vị muốn mình ngủ, mở mắt ra mình thấy ở thế giới khác, thì một là mình sống tà kiến, hai là mình sống bất thiện, không tin tam bảo, không có làm phước, không làm thiện gì hết, thì mình sẽ là đối tượng ưu tiên của những cái con mà dạ xoa như thế. Và quý vị sẽ được một cái vé là nó bắt mình, nó mời qua thế giới khác làm nô lệ cho nó. Cho nên nếu muốn thì cứ sống kiểu đó ha, sư thì sư không khuyến khích